Toàn thể chú ý. Nghiêm. Xin cảm ơn. Xin mời đội cờ chúng ta vào trở về vị trí. Nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các vận động viên, cổ động viên đang có mặt tại sân bóng Đại học Bách khoa Hà Nội ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là giải bóng đá Techcombank Management Cup 2024 diễn ra từ ngày 20 tháng 4 2024 đến ngày 15 tháng 6 2024 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã được chứng kiến trận thi đấu cuối cùng và tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Đến với lễ bế mạc và trao giải ngày hôm nay của chúng ta thì tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Techcombank. Giới thiệu ông Nguyễn Duy Nhiệm, Giám đốc vùng 1. Cùng toàn thể các vận động viên và cổ động viên của các đội bóng. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ không để quý vị và bạn chờ lâu hơn nữa thì tôi xin đến phần trao giải. Đầu tiên sẽ là giải Vua Phá Lưới. Vua Phá Lưới đã thuộc về cầu thủ Thái Anh Dũng của Team Nam. Tiếp theo sẽ là giải Thủ Môn Xuất Sắc. Thủ Môn Xuất Sắc đã thuộc về cầu thủ nào ạ? Xin chúc mừng Trần Tiến Huy của Team 1. Và tiếp theo là hai đội bóng đồng giải 3. Hai đội bóng đồng giải 3 của chúng ta đấy là Team 5A và Team 7. Xin mời hai đội bóng chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía khu vực sân khấu để nhận giải của ban tổ chức. Xin mời đại diện của hai đội bóng ạ. Vâng, xin mời đại diện của hai đội bóng chúng ta sẽ cùng lên nhận giải 3. Mời ông Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Duy Nhiệm, Giám đốc vùng 1 sẽ lên trao giải cho các cầu thủ và đại diện của các đội bóng ạ. Techcombank Management Cup 2024. Và xin chúc mừng Á quân Team 5. Xin mời tất cả các cầu thủ của Team 5 chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía khu vực sân khấu để nhận giải Á quân. Xin mời ông Bùi Đăng Quỳnh và ông Nguyễn Duy Nhiệm sẽ lên trao giải nhì cho Team 5 ạ.
một lần nữa xin chúc mừng ngôi vị Á quân đã thuộc về team Nam. Cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là đội gì ạ? Đội vô địch đúng ạ? Vâng, chúng ta cùng hô to tên của đội vô địch nha. Xin chúc mừng team 1. Xin mời tất cả các cầu thủ của team 1 chúng ta lên nhận giải toàn quân. Xin mời ông Bùi Đăng Quỳnh và ông Nguyễn Duy Nhiệm sẽ lên sân khấu và trao ngôi vị ấm, trao ngôi vị quán quân cho team 1 giải bóng đá Techcombank Management Cup 2024. Rất là tuyệt vời khi ngày hôm nay các cổ động viên của các đội bóng, đặc biệt là cổ động viên của team 1, các chị em phụ nữ đã ở lại đến giờ phút cuối cùng cổ vũ cho đội bóng của mình. Rất là xứng đáng phải không ạ? Cổ động viên lời chúc sức khỏe, thành công. Hẹn gặp lại trong những giải đấu tiếp theo.